Xin chào các bạn, mình là Cương, chuyên viên vật lý trị liệu của phòng khám ACC. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 5 bài tập để phòng tránh cũng như cải thiện tật cú lưng tại nhà. Three, two, one, go. Number one. Three, two, one, go. Number two. Three, two, one, go. Number three. Three, two, one, go. Number four. Three, two, one, go. Number five. Three, two, one, go. Number six. Finish.